Như thế là đây chúng ta có lẽ cái bài này tôi phải nói một chút về cái doc type. Lúc trước thì chúng ta có một cái doc type đơn giản, chỉ có doc type HTML và đóng lại thì nó vẫn chạy nhé. Thì nhưng mà có lẽ là nếu mà nó đầy đủ, hoặc là nó gọi là cái kia, cái doc type mà chúng ta làm đơn giản như thế, nó gọi là invalid cái doc type, nhưng mà tôi thấy nó vẫn chạy. Nhưng mà để mà cho nó có một cái doc type mà nó theo như là tiêu chuẩn quốc tế chẳng hạn, thì các bạn có lẽ là chịu khó gõ cái đoạn dài dài này vào nha, và cho nó làm một cái doc type gọi là valid doc type. Thế còn bây giờ hôm nay bài chúng ta sẽ nghiên cứu về vấn đề gọi là CSS. CSS là cái gì? CSS là nó gọi là cascading style sheet, hoặc là cái gì đấy CSS. Thì ví dụ như là chúng ta rồi, cái này tôi phải xóa bớt cái OL này, hôm nay chúng ta sẽ bỏ cái OL này đi, đúng không? Chỉ có phần body, có cái tab tại table này chúng ta cũng bỏ đi nhé, chúng ta không dùng gì table, chỉ có cái phần body rỗng này, phần head đây và phần body. Thế thì chúng ta nói một tí về giải thích thế nào là CSS. Thì bình thường chúng ta có một cái văn bản thì thường nó chứa nội dung ở trong HTML là cái gì và CSS là cái gì, nó khác nhau như thế nào. HTML có nghĩa là chứa những cái nội dung ở trong phần body này, đúng không? Là những cái tag, ví dụ như là paragraph, rồi table, rồi list, hoặc là các thứ vân vân. Thế còn CSS lại nó đặt, nó khai báo ở trong phần head này. CSS làm cái nhiệm vụ như kiểu trang trí, nó làm cho ví dụ như là về màu sắc, mình muốn những cái nội dung ở trong phần màu sắc này, hoặc là phông chữ như thế nào ở trong cái phần nội dung này thay đổi. Thì bình thường chúng ta cũng có thể là có một vài cái, ví dụ như ta có thể đặt H3, H2 ở trong phần body này liền ngay vào các cái nội dung, nhưng mà đấy chưa phải là cách hay để làm. Có cái cách hay hơn là người ta dùng style cascading CSS style sheet để người ta làm cái việc đó. Người ta tách rời nó ra, người ta đặt trong phần head này, và có lẽ chúng ta cứ làm trực tiếp style sheet này rồi dần dần chúng ta sẽ hiểu rõ hơn cái nhiệm vụ của CSS, rất dễ hiểu thôi. Và để khai báo style thì chúng ta phải làm cái tag như thế này đây nhé, có style, và trong này style thì có attribute, thì ta phải có type, tức là cái attribute của nó là mình gõ bằng mở ngoặc kép này, đóng ngoặc kép, và chúng ta gõ text gạch chéo CSS được nha. Và tất nhiên chúng ta phải đóng cái style này lại bằng cái tag đóng, đúng không? Style cái này thì là quá quen thuộc rồi. Và chúng ta lại chui vào giữa cái vùng này, và tất cả những cái gì chúng ta viết ở đây sẽ là CSS. Và muốn để thử xem CSS làm việc như thế nào thì chúng ta phải gõ cho một cái nội dung bất kỳ ở trong cái phần body. Đây là dòng chữ bình thường này. Dòng chữ bình thường, đúng không? Bình thường. Rồi. Đây, bây giờ chúng ta có ở trong cái phần body, chúng ta có một cái dòng chữ bình thường và một cái dòng chữ trong paragraph, đúng không? Và giả sử chúng ta muốn thay đổi cái màu sắc của cái dòng chữ trong paragraph này, thì đối với style sheet ta phải làm như sau. Đầu tiên ta phải viết chữ P ở đây, có nghĩa là chúng ta muốn thay đổi đối với tất cả những cái tag P, có nghĩa là tag paragraph. Nó sẽ tác động, chữ P này chúng ta khai báo ở đây, và nó sẽ tác động đến những cái tag P nhé. Và chúng ta cách một cái và đánh cái ngoặc nhọn này nhé, ở trong này đấy. Và chẳng hạn ta muốn thay đổi màu cái này sang thành màu blue, tức là màu xanh nhé, xanh dương, thì chúng ta viết vào đây color, đúng không? Color 2 chấm blue, viết như này đúng chưa? Và phải nhớ là có gì chấm phẩy ở đằng sau. Và bây giờ chúng ta phải đọc tên một số thứ, gọi đúng tên của nó. Thế này gọi là cái attribute, đúng không? Tóm lại là một cái style, thì đầu tiên chúng ta phải khai báo là xem là cái tag gì chúng ta muốn tác động, cái style tác động lên nó. Thí dụ tag P đây thì nó sẽ tác động với tất cả những cái paragraph text, đúng không? Và ở trong này thì nó có attribute color, có nghĩa là, và nó có những cái attribute này, hoặc là cái property này thì nó có cả ngàn cái, nhưng mà chúng ta sẽ có những cái bảng để tra cứu khi mà chúng ta làm web. Cả ngàn thứ có thể thay đổi với style sheet nha. Và chúng ta gọi cái này, cái blue này nó gọi là value, đây là attribute của nó, và value của nó bằng bao nhiêu. Và sau đó chúng ta phải có dấu chấm phẩy
Và chúng ta nhớ rằng là cái style sheet này nó có cả ngàn cái attribute nhé. Và chúng ta có thể có những cái bảng để tra cứu. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái text này nó thay đổi như thế nào nhé. Đây, đây chúng ta nhìn thấy không? Đây là dòng chữ. Đây là dòng bình thường. Đây là dòng chữ trong paragraph. Cái dòng bình thường nó không tác động vào bởi vì chúng ta chỉ có tác động vào những cái dòng có chữ P này thôi. Tắc P này nghĩa là dòng trong paragraph. Bây giờ giả sử như các bạn còn muốn thay đổi những cái thuộc tính khác nữa, đúng không? Thay đổi các thuộc tính khác nữa của các đoạn paragraph, chẳng hạn như là muốn ta thay đổi phông, kiểu phông thì chúng ta sẽ dùng như sau nhé. Chúng ta chỉ việc gõ thêm các attribute nữa, một thí dụ là font và cái này gạch ngang family, và tất cả những cái này thì chúng ta chả thể nhớ được thuộc lòng được, chúng ta sẽ cũng không cần phải thuộc lòng. Tất nhiên là có một vài thứ mà chúng ta hay dùng trong khi làm web thì chúng ta phải thuộc thôi, còn những thứ khác chúng ta đều có thể tra cứu. Ví dụ phong family thì mình sau đó thì mình lại đây, cái này gọi là các cái property đúng không, và còn đi theo đằng sau của nó thì là value, thì có thể mình đặt là Arial chẳng hạn, Arial, và nhớ là có dấu chấm phẩy nhé. Và mình đóng control, mình lưu nó lại control s và quay sang đây và chúng ta thử refresh này. Đây, nó đã thay đổi cái phong rồi đúng không. Như thế là chúng ta biết là chúng ta nếu cứ muốn thêm các cái thay đổi thêm những cái attribute khác vào thì ta có thể thay đổi màu sắc, rồi đây là kiểu chữ, rồi ta cũng có thể thay đổi kích cỡ phông size nữa, rồi thì chúng ta sẽ làm tiếp xem. Và như thế chúng ta thấy là chúng ta có thể thay đổi rất nhiều các cái thuộc tính ở trong này đúng không. Và để cho nó dễ nhìn thì chúng ta có thể làm như thế này, chúng ta có thể đánh enter ở đây và như những cái người lập trình họ vẫn hay làm đấy. Thế, và cũng có thể mình đưa cái ngoặc nhọn dưới đáy này mình cho nó vào đây đúng không, để mình thấy rằng nó dễ nhìn hơn thôi, chứ còn thực ra là cái máy tính nó cũng không cần biết. Mình đây như này là mình, nếu mà mình để như lúc nãy thì vẫn được, nhưng mà thường thường là chúng ta hay để như này và căn như này thì chúng ta có bao nhiêu thuộc tính mình muốn thay đổi thì mình nhìn thấy rõ. Ở đây một lần nữa gọi là cái này là gọi là các cái property hoặc các cái thuộc tính muốn thay đổi, và đây là những cái value mà mình muốn nó chuyển đến, muốn thay đổi đến đúng không. Thí dụ chuyển thuộc tính là màu sắc và cái value là màu xanh dương, còn phông chữ vân vân. Thế còn tóm lại là muốn nói lại là đây là cái cách mà HTML và CSS làm việc cùng với nhau. Style sheet là cái miền này gọi là style sheet, và nó dùng để mà trang trí các cái nội dung trong phần body. Và cái cách nó trang trí là cái cách mà nó hoạt động là nó sẽ có các cái đối tượng nó tác động lên. Ví dụ như là paragraph mình có chữ P ở đây, và trong này người ta muốn thay đổi gì thì người ta set như thế này, người ta đặt như thế này. Và nếu mà chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ tiếp tục làm việc và sẽ quen dần trong những cái bài tới, bởi vì chúng ta sẽ còn tiếp tục nói đến CSS trong vài bài tiếp theo. Thank you very much.